Ly hôn vốn được coi là lựa chọn cuối cùng cho những cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, và chắc hẳn đó là một việc không hề dễ dàng gì đối với bất kỳ cặp vợ chồng nào. Thế nhưng ly hôn có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều đối với những cặp vợ chồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bởi không chỉ trải qua rất nhiều thời gian buồn khổ hay là suy nghĩ đắn đo, họ còn phải vượt qua một kỳ thi đặc biệt do tòa án tổ chức. Kỳ thi ly hôn là ý tưởng độc đáo do Wang Siyu, một thẩm phán tại Tòa án Nhân dân huyện Nghi Tân, Tứ Xuyên đưa ra khi chứng kiến tỷ lệ ly hôn ngày một tăng ở địa phương. Theo Wang Siyu, kỳ thi này sẽ cho các cặp vợ chồng muốn ly hôn cơ hội để suy nghĩ lại, cũng như hồi tưởng lại quãng thời gian đã ở bên nhau. Cụ thể là các cặp vợ chồng muốn ly hôn sẽ phải vượt qua bài thi gồm 3 phần, điền vào chỗ trống, trả lời câu hỏi ngắn và một vài câu đưa ra quan điểm riêng. Những câu hỏi đều xoay quanh các thông tin như ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, món ăn yêu thích hay là sở thích của vợ chồng. Họ trả lời các câu hỏi trình bày quan điểm như đối với anh chị thì hôn nhân và gia đình là gì. Một số điểm mà mỗi người đạt được dưới 60 điểm thì tòa án sẽ chấp thuận đơn ly hôn của họ. Nếu số điểm của cả hai đều trên 60 thì hai người sẽ phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân dù muốn hay không. Cặp đôi đầu tiên áp dụng hình thức này đã bị tòa bác đơn ly hôn vào hôm 14 tháng 9 vừa qua, khi số điểm cả hai đạt được là 80 và 86.